trong đầu óc của em thì rất là nhanh. Nhưng mà ngược lại, em chạy xe máy thì không có lúc nào mà trên 20 km/h. Hứa thật nhiều thì thất hứa cũng thật nhiều. Đúng cho nên rồi. Không nói mình làm mới hay, còn nói mà không làm là dở. Rồi, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về mình ha. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Đoàn Thị Ánh Hồng, năm nay 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình, nhưng hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương. Và nghề nghiệp của em đó là giáo viên giảng dạy môn ngữ văn cấp 2 ạ. Trời ơi, cái giọng nghe nó ngọt. Cái giọng nó mát, liệm luôn, nghe giống như một cơn mưa rào giữa cái mùa hè oi bức vậy. Ta giáo viên mà phải dạy mới dạy học viên được chứ. Mời bạn trai. Em tên Văn Dính, quê ở Huế, hiện đang công tác tại đài truyền thanh của huyện Nho Tiến, tỉnh Bình Dương. Tên gì bạn? Bạn tên dạ, gì? Lê Văn Dính ạ, tên Dính ạ. Dính, Dính chùm lại hả? Dạ, dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, 35 tuổi ạ. 35, con số đẹp ha. Mời bạn nữ bên kia. Rất là duyên dáng, giọng rất là ngọt ngào. Anh nào mà nghe là coi như mật ngọt mà chết ruồi vậy đó. Mà không lẽ chưa có con ruồi nào chết sao em? Dạ. Chắc cũng chết nhiều lắm, cũng đập nhiều lắm rồi. Em cũng là một người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn nội trợ gia đình, biết đối nhân xử thế. Bên cạnh đó thì cũng có những cái nhược điểm. Em thì không nói ngọt ngào và đưa rước được, cho nên những người mới tiếp xúc thì cảm thấy em rất là khó gần. Bạn nam bên đó nãy giờ nghe bạn nữ nói chuyện thì mình thấy khó gần hay dễ gần? Dạ, thấy cũng được ạ. Xong được, quá được luôn chứ. Nghe cái giọng thôi, nghe chữ dạ thôi nó đứt từng đoạn ruột luôn. Em ơi, em dạ giùm anh nghe vài tiếng của em. Dạ. Đó, đó. Tiếng nữa với em. Dạ. Đó, thôi thôi. Tôi nói thiệt nha, tuổi trẻ mà nghe cái giọng này nữa, không muốn đi đâu nữa. Em á, thì bạn bè đồng nghiệp trong trường á, thì nói là suy nghĩ trong đầu óc của em thì rất là nhanh. Nhưng mà ngược lại, em đi rất là chậm. Em chạy xe máy thì không có lúc nào mà trên 20 km/h. Em dẫn xe đi hả? Hay là em ngồi trên đó? Em đi chậm gì ạ? Chạy mà 20 km/h, trời đất ơi. Em chạy thua xe đạp nữa em. Dạ. Dạ. Rồi, bạn có mấy mối tình rồi? Cách đây còn 2 năm á, thì cũng quen một cô bạn cũng làm giáo viên mà dạy anh Văn. Bây giờ là hết rồi, người ta đi lấy chồng rồi. Ngữ Văn với anh Văn giống nhau không? Dạ, ngữ Văn khác anh Văn chứ. Khác làm sao? Dạ, Văn, ngữ Văn thì bên văn học, còn anh Văn thì bên tiếng Anh. Ủa mà nãy giờ hình như mình chưa có nghe khuyết điểm gì của bạn, ưu điểm dạ, gì của bạn. Ưu điểm thì em hát hay nè. Ồ. Em có tính rất thẳng thắn, làm thôi, không nói hứa. Mình hứa thật nhiều thì thất hứa cũng thật nhiều. Đúng cho nên rồi. Mình làm trước khi mình nói, mà nói thì phải làm. Còn đôi khi mình không nói mình làm mới hay, còn nói mà không làm là dở. Rồi, đúng rồi, anh nói anh phải làm được. Bây giờ anh hát tặng mọi người một bài hát, cứ coi anh nói mà anh có làm được hay không. Một tràng pháo tay. Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông dương nào, chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đâu dàn vỡ. Sao em? Dạ, anh hát rất là hay chị ạ. Giọng hát đó có làm sao xuyến em chưa? Dạ. Rồi, cái chuẩn người đàn ông em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, thì em muốn tìm một người chân thành. Quen em không chỉ đó là quen mình em, mà phải biết đối nhân xử thế với mọi người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Em không thích ở người đàn ông đó là cái tính vụn vặt. Khi quen một người á, thì trong mọi mối quan hệ em sẽ tôn trọng. Và con gái thì không nên sống thực dụng, nhưng con trai á thì phải biết điều một tí. Chứ em không thích cái kiểu người sống giàu đầu nổ xong mình quay rồi lại mượn tiền, là em không thích. Dạ.
nãy giờ anh nghe cô giảng bài chưa anh? Dạ có đó, mà chắc ba thì anh nghe. Thuộc bài chưa? Dạ thuộc chút chút. Trước sau anh có như một không anh? Đừng có trước vậy sau khác, cô giáo em không có chịu. Dạ nói là như đinh đóng cột hay gì các bạn. Dạ tự nhiên hôm nay nói chuyện với hai người này cái mình chậm lại đúng không? Dạ. Dạ à, từ từ mới chắc vậy. Chậm mà chắc. Dạ chậm mà chắc. Ok, thôi em bên nhà gái là được rồi đó. Rồi ăn thua anh. Trai cũng quá được chứ bộ. Rồi ok, hợp lý. Chỉ có cái chuyện băn khoăn là có nổ rồi mượn tiền sao không thôi. Ví dụ căng quá. Dạ. Rồi để hỏi coi. Chuẩn á, cặp mày xứng đôi đó anh. Dạ. Em khỏe không? Dạ khỏe anh ạ. Trời, ngồi bên kia nghe cái giọng thôi. Qua đây muốn nghe nói hoài luôn, anh muốn nghe em nói hoài luôn vậy. Có lẽ là do cái tính cách và công việc của em thì nó thế rồi. Cũng phải thay đổi cho nó nhanh nhanh chút xíu em. Ví dụ em gặp người yêu em đang đi gặp cái miễn trai em cứ anh ơi, tư coi chừng cái miễn trai là coi như ông xã em đạp mấy năm nay rồi. Do em cũng khi đi học sinh viên thì em học 4 năm đại học ở Đại học Huế. Cho nên tính cách của con người ở Huế cũng rất là chậm rãi. Wow, Huế với Huế là gặp nhau là hợp. Quảng Bình rồi. Mà Quảng Bình thì cũng trầm lặng lắm. Em nhưng làm một bài thơ nào nghe nó ngọt như cái giọng của em thử xem. Thì em gửi tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường, anh bên cạnh cùng toàn thể quý vị anh, khán giả. Anh bên cạnh hả? Dạ em chưa biết ai thì tạm thời nói anh bên cạnh anh. Là anh là chứ ai? Dạ. Tháng 10 về nhấp mùa yêu còn bọ ngỏ, mở lòng đi em, ngày tháng cũ qua rồi. Tháng 10 này rồi em khẽ có đôi, chiều cuối tuần bình yên và rất ấm. Buổi hẹn đầu tiên thời gian trôi thật chậm, hai đứa rụt rè ngượng ngùng kể về nhau. Hẹn hò nhé anh để những hôm sau, có một người chờ một người cuối phố. Những buổi chiều thu hai đứa bước cùng nhau. Tháng 10 rồi hẹn hò nha anh. Em nay em có đi với người thân không? Dạ để cùng cổ vũ cho tinh thần độc thân của em thì cũng có rất là nhiều người. Dạ chào mọi người. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý khán giả. Em là bạn thân cũng là đồng nghiệp của chị Hồng. Em thấy anh là một người rất là nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Anh gây thiện cảm cho em từ lúc đầu. Nhưng mà anh ơi, nếu mà anh với chị Hồng mà có tiến tới tìm hiểu nhau á thì em cũng mong là anh đàn ông bản lĩnh là che chở cho chị. Tại vì chị bên ngoài thì tỏ ra là rất là mạnh mẽ, độc lập, nhưng mà ở trong á thì em biết là chị rất là mỏng manh, yếu đuối. Ủa nãy giờ em nghi anh này không phải đàn ông. Nhưng mà hai người mà có mối quan hệ mà xa hơn á thì anh sẽ hứa sẽ che chở giống như mà anh sẽ làm nói. Anh sẽ là người đàn ông của đời em. Rồi bây giờ cho hai bên xem mặt nhau đi để xem có phải là người đàn ông chững chạc hay không. Chào anh có món quà. Dạ. Okay. Thì anh và em gặp đây nhau ở đây cũng là cái duyên. Nhưng mà đến được với nhau hay không thì tùy ở anh và em. Còn nếu không được thì anh và em cũng là trở thành có thêm một người bạn, một người để giao lưu gặp gỡ. Rồi. Trong cô vô thân bài luôn đi cô, có đâu mở bài rồi cô. Vô thân bài đi cô, ý chính đi cô. Nếu mà mình mà tiến tới xa hơn thì em đợi khoảng bao nhiêu là em có thể lấy chồng được? Dạ. Theo em, quan điểm về tình cảm thì phải chân thành. Và nếu tình yêu đủ lớn thì em tiến tới hôn nhân. À, rồi. Hỏi cô bạn trai thích đẻ con trai, thích đẻ con gái. Hỏi luôn đi. Chứ thường đàn ông á, ở miền Trung là thích đẻ con trai mình để hoài không được, nó kỳ lắm á. Dạ, trai gái thì nói chung ai cũng muốn có con trai nhưng thấy mà... chưa, thấy chưa, cũng muốn có con trai thấy chưa. Không có nhiều ông bắt vợ đẻ hoài, đẻ khi nào ra con trai thì thôi. Dạ, nhưng mà giờ mình cũng hiện đại rồi và lại mình làm việc thì giờ quy định có hai người à. Ừ. Giờ muốn cũng đâu có được. Muốn đẻ nhiều đâu có được. Nhất quyết phải đẻ con trai. Muốn đó, trai. Đó có con trai con gái gì cũng được hết à. Chuyện con cái thì để tính sau đi anh. Không phải tính luôn giờ chứ. Người ta phải chậm mà chắc anh ơi. Buổi gặp em đầu tiên thì anh cảm nhận em như thế nào? Nói chung về ngoại hình thì em cũng ok. Nói chung ok là sao anh? Ừ. Mình dùng tiếng Việt đi anh nha, cô dạy ngữ văn. Em có mái tóc y như trong cảm nghĩ anh thích một người có mái tóc dài. Khuôn mặt em thì rất là xinh, cách nói chuyện rất hay nữa.
Cho nên anh cũng mong em là nếu mà chúng ta có một cái buổi hẹn hò riêng thì anh sẽ làm cho những cái điều mà nói chung là em cảm thấy hài lòng thôi. Là điều gì, điều gì hài lòng, nói thử nghe thì coi. Mình sẽ cái đó là giấu chưa được. Giấu chi trời, nói luôn đi, không được người ta phụ, người ta góp ý vô cho. Hẹn nhau hồ dầu tiếng á. Dạ thì có thể là lên hồ dầu tiếng chơi. Thấy chưa? Dạ. Thế này nè, em kiếm một bài thơ về tình yêu nào, em nhìn thẳng vào mắt anh ấy đọc, sau đó em cảm nhận tình yêu thế nào, và em nói một câu hết sức là lãng mạn ha. Câu gì đó để cô đồng ý bấm nút. Buổi gặp này mình hẹn hò nhé anh, hãy dắt em qua khoảng thời gian trống trải. Hết. Ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Rồi em làm lại hai câu được không? Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Rồi. Anh sẽ hẹn em tại hồ dầu tiếng để hai chúng mình nói tiếng yêu nhau. Chuẩn bị 3 2. Ngơ ngác quá vậy. Thầy cô mình nắm tay nhau được. Đúng rồi, được rồi đó, nắm đi. Phải đi nhanh. Nhanh chút xíu nữa. Cảm nhận như thế nào? Dạ được nắm tay ạ. Dạ được nắm tay, mà cảm nhận cảm giác trong người mình như thế nào? Trái tim mình nó rúng rính rung rinh gì chưa? Dạ hồi hộp chị ạ. Nhẹ nhàng anh nắm bàn tay, nhẹ nhàng anh thấy nó rây rây trong lòng. Ví dụ vậy, trời ơi. Đây là chiếc vé xem phim. Vô đó vừa xem vừa nói chuyện, chúng ta tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị Phương, anh Linh. Rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc. Em không ăn. Mình có dành ăn với người ta không? Dạ có dành ăn đó chị. Em thích chọc giỡn với mấy bạn đó nhiều em... Vậy là anh không nghiêm túc. Nhiều người chê em là thiếu nữ tính. Nếu mà ngày nào em cũng được làm việc với những cô giáo như vậy, từ từ chắc em sẽ dịu dàng lại. Em thì nó quá thiếu nữ tính rồi. Thì bây giờ em phải chậm lại. Và chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem trái tim của họ có đồng điệu với nhau. Thôi mệt và... quá vô dạ. Tạm ơn. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi em giới thiệu đi em. Dạ xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên cạnh. Chào em. Em tự giới thiệu, em tên là Trần Lê Hoàng Oanh. Em 24 tuổi, em đến từ Đồng Tháp. Hiện tại là em đang là dịch viên cho công ty thông tin di động Mobifone. Oanh là làm việc ở Đồng Tháp. Dạ. Hôm nay là lên đây tham gia chương trình thôi, rồi mình về lại với kia đúng không? Dạ. Rồi 24 tuổi, tỉnh Đồng Tháp. Mời bạn nam. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào bạn bên cạnh. Dạ, em tên là Thái Văn Phát, em ở quê ở Đồng Tháp. Năm nay 28 tuổi, hiện tại là nhân viên kinh doanh và đang sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn Đồng Tháp luôn. Cùng quê rồi ha. Rồi, bây giờ em giới thiệu một chút xíu về ưu điểm của em, khuyết điểm của em nè. Khuyết điểm của em á thì em ham ăn. Ví dụ như em ăn là em ăn phải thiệt nhiều. Em đói để em ăn phải no, chứ no vừa em không chịu. Mình có dành ăn với người ta không, hay là mình ăn phần mình thôi rồi mình ăn? Dạ có dành ăn đó chị. Dành ăn hả? Vậy bình thường dành ăn với ai? Ví dụ em đi một nhóm bạn thì ví dụ như ăn á thì em dành em ăn nhiều. Không sao em, mày cũng giống anh đó. Với em hay lười biếng lắm, như những công việc trong nhà em có thể làm được đó, nhưng mà em hay có mẹ thì em nặng nề. Người ta nói có làm thì mới có ăn, mà coi như là em mà ăn thôi chứ không có làm, đúng không? Còn ưu điểm? Ưu điểm của em là em có tính tự lập cao, tính cách thì cũng dịu dàng. Như những con sóng ngầm á chị, nhiều khi em cũng muốn bùng nổ. Trời ơi,
Ghê vậy. Bùng nổ về cái gì em? Làm thay đổi, ví dụ như đang tóc dài em có thể cắt thành tóc ngắn, hay là những chuyện lúc trước giờ em chưa làm thì em cũng có thể tự nhiên em muốn làm quá. Thích trải nghiệm. Dạ. Tốt, mình trẻ mà mình được quyền vậy để mình có kinh nghiệm chứ đúng không? Dạ. Em sao em kể cho bạn gái bên kia nghe coi, mình trải qua mấy mối tình rồi mình có cái gì muốn bùng nổ không? Dạ em chưa trải qua mối tình đâu hả? Chưa có luôn. Vậy? Dạ. Do em tại em thích chọc giỡn hay kia nhiều chứ kêu mà yêu em chưa. Chưa yêu luôn hả? Dạ. Bên đây cô gái này 24 tuổi cũng chưa có mối tình nào, cũng chưa yêu luôn. Vậy là cặp đôi này là Trinh Đồng Ngọc Nữ rồi nè. 24 còn được. Do em thì cũng quen nhiều nhưng mà em thích chọc giỡn với mấy bạn đó nhiều. Vậy là anh không nghiêm túc hả? Không phải không nghiêm túc nhưng mà mình thích cái đó, mình thích chọc giỡn thôi bạn. Khi yêu thì mình rất là nghiêm túc. Em có đi kiểm tra giới tính chưa? Hả? Đàn ông 100%. Trăm không? Trăm. Sao em dám chắc 100%? Giờ muốn có mối tình như thế nào? Thì người đó phải nhất là tôn trọng người lớn, lễ phép này kìa. Cái này dễ rồi, phụ nữ ai cũng tôn trọng người lớn lễ phép hết trơn á. Gùng. Gùng dữ không? Tim đập hình phình phình luôn. Em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Em kể cho cô gái bên này nghe với. Dạ khuyết điểm thì em không có tính lãng mạn, với lại hay nhút nhát á. Còn ưu điểm thì chơi thể thao và đi phượt. Em chưa có người yêu bao giờ, nhưng mình có hay suy nghĩ về cái bạch mã hoàng tử của mình sẽ là người như thế nào không? Người mẫu lý tưởng của em là em nghĩ là một người đàn ông của gia đình. Khi ra ngoài xã hội thì cũng biết giao tiếp với xã hội, đặc biệt là biết lễ phép với người lớn, em quan trọng cái đó lắm. Thì bên đây cũng lễ phép thôi, không có lo. Nhưng vấn đề là cái hình mẫu của em có giống ai không em gái? Em mong là được giống như ca sĩ Lý Hải. Ý là muốn đẻ nhiều như Lý Hải ấy, đúng không? Em phải Lý Hải không? Chắc em phải tập tạm mới thành Lý Đức luôn ấy. Rồi bây giờ em về quê sống được không? Hay là phải đem bà đem vợ lên Sài Gòn hay là như thế nào? Hiện tại thì em sống Sài Gòn, đi làm thì kiếm tiền để đầu tư về dưới quê thôi. Được một cái cơ ngơi á, sau này sẽ về quê ở. Mặt coi sao? Đồng Tháp hả? Thôi rồi, dễ thương quá. Bây giờ á, là nếu như anh này anh thương thiệt em thì khoảng bao lâu anh mới thể bước tới được? Nghĩ nhanh nhất có thể thì cũng 6 đến 6 tháng đến 1 năm cũng được. Anh thấy anh này cũng được lắm á. Bên kia chuẩn bị gì chưa mà đòi? À nhưng mà ví dụ giờ lấy vợ rồi thì có khả năng ở nhà riêng này kia không? Em có kế hoạch cho sang năm rồi. Có rồi đó hả? Rồi, 6 tháng đến 5 nha. À, nếu mà hết năm sau á, hết năm sau thì em mới gọi là được cái một cái khoản dành riêng cho mình cũng tương đối thôi. À, hỏi bạn nữ ha, rồi em có ghen không? Sợ ảnh trong quá trình mà đi dày dựng sự nghiệp rồi cái rơi rụng dọc đường á. Quan điểm của em là phải để cho bạn nam là sợ mất em chứ em không có sợ mất cô ảnh. Rồi mình hẹn hò sao? Gặp ảnh là bao lâu một lần? Dạ khoảng tháng một lần cũng được chị. Trời sao cô này dễ vậy? Em yên tâm đi, là anh này em chưa có ai kèm kẹp, cũng đâu có yêu gì đâu. Đứng lên coi tướng cái coi, sao ốm yếu vậy? Gồng lên coi sao ẻo lả vậy? Lả vậy? Trời ơi. Chắc men không trời? Men chắc chắn, chấm đúng không? Thôi ngồi xuống đi được rồi ha. Bây giờ bình thường bao lâu thì em về quê thăm nhà một lần? Khoảng 3-4 tháng một lần. Trời đất ơi, cô này cổ muốn 1 tháng một lần, em đáp ứng được không? Dạ được. Chị thấy hơi ít á, tháng phải 2 lần. Phụ nữ ta chiếc bóng buồn lắm em ơi. Mình phải đầu tư vô chút xíu. Dạ em sẽ cố gắng. Cố gắng ha. Dạ. Chắc chắn ha. Dạ. Rồi bây giờ mình hôm nay mình đi với Đồng Tháp, có ai ủng hộ mình không? Dạ có, em đi với một người bạn thân của em cũng ở cạnh nhà luôn. Chào em. Dạ xin chào chị Cát Phượng. Cát Tường ạ. Anh xin lỗi. Rồi em cho vài lời cảm nghĩ của em trong cái cặp đôi ngày hôm nay. Theo em thì hai bạn này sẽ không hợp nhau ạ. Tại sao? Không hợp chỗ nào em? Nói cách bên ngoài thì em nhìn thì em cũng không thích bạn này lắm. Không thích về gì? Em đã nói không thích rồi thì phải cho cái nguyên nhân, lý do. Dạ về ngoại hình ạ. Ngoại hình hơi ốm đúng không? Dạ giống ạ. Đó cũng là một cái yếu điểm nha. Thêm một ý kiến của một người bạn cho nó khách quan. À, dạ em chào chị Cát Tường, dạ em chào anh Minh Linh. Ý em sao? Em nhận xét ảnh dạ, sao? Em thấy anh bên này nói chung ảnh có định hướng sẵn cho tương lai. Nhưng mà em thấy chuyện kia không thích ốm, em thấy đúng không? Dạ cái này là tùy quan điểm của mỗi người anh. Tại vì em ốm hơn ảnh mà đúng không? Dạ thế em nghĩ thì mình nên cho nhau thêm thời gian để tìm hiểu nhau thêm. Vâng, cảm ơn bạn. Dạ cảm ơn chị. Nhà trai có đi với ai không dạ, em? Dạ em đi với chị họ em với bạn em. Rồi chào chị. Hỏi chị có tình hình sao chị? Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Nói chung em của em thì rất chi là hiền, công việc ngoài thì không có ai chê được,
chỉ có mối tính cách về bạn gái thì hơi nhút nhát một xíu. Nói chung đấy, em nói có nói là câu giỡn, tức là giỡn với bạn thì rất là vui vẻ, nhưng mà khi tiếp cận về mặt tình yêu thì mình lại không có mạnh dạn thôi, chứ còn về việc làm thì hay là xã hội thì nói chung là người ta mời thì mình cũng chín chứ cũng không thua ai. Không, như vậy cũng ổn rồi đó. Nhát gái thì cái chuyện nó tốt thôi, sợ là thấy gái xăm xăm vô thì mới sợ thôi. Thôi bây giờ cũng ăn thua là cảm nhận của cả hai bạn thôi. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Kéo màn lên. Dễ thương mà. À, mình có món quà. Dạ, cảm ơn. À, lần đầu tiên bạn gặp thấy mình như thế nào? Em cảm thấy anh có vẻ hiền thiệt. Anh em cho tôi coi. 2, 3. Em nói tiếp đi. Trời ơi, ngồi thẳng cái lưng lên cho tao thấy cao cao xíu coi đó. Chắc lắm mà, thịt chắc lắm mà, khỏe lắm á. Anh có cảm nhận về em như thế nào trước và sau khi kéo màn à? Thấy thì cũng có cá tính, dễ thương. Thấy có gì thích thích không? Một chút gọi là trái tim nó có đập. Người ta nói chuyện dở gì thì người ta ế tới ngày nay đấy em. Tiếp xúc với gái thì nói gái chuyện bạn gái rồi. Khi mà đã quen thì em cũng giỡn dữ lắm. Không được đấy, em tính này tốt lắm em. Dạ. Giờ tìm tính này khó lắm, phải đơn giản lắm nha em. Rồi nói đi, em quan niệm thế nào về tình yêu? Em quan niệm thế nào về tình yêu? Hỏi em á, em nói trước đi. Anh có thể nói trước được không mà anh quan niệm thế nào tình yêu hôn nhân? Đối với anh thì quan niệm tình yêu thứ nhất là cái người bạn của mình, thứ nhất là phải chung thủy, thứ hai là tin tưởng vào nhau. Vậy anh cho em hỏi là nếu mà em với anh có thể tiến xa hơn nữa thì anh có thể mà đảm bảo là có thể bảo vệ và che chở cho em được không? Trước khi mà anh ở cưới vợ thì phải anh lo được tất cả những gì cho cái người mà anh thương anh cưới được. Vậy hiện tại anh chuẩn bị được gì chưa? Hiện tại thì chưa, nhưng mà bắt xây dựng kế hoạch là bắt đầu là năm tới. Năm tới mới bắt đầu. Đúng rồi. Quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Em thì đơn giản lắm, hai người yêu nhau là được rồi. Tương lai của bạn thì bạn định hướng như thế nào? Bạn nào? Em. Em quan điểm định hướng về tương lai của mình như thế nào? Hiện tại tương lai của em thì em đã định hướng lâu rồi. Là em về quê ở gần nhà vậy. Đối với anh cuộc sống thì nó cái gì đơn giản thôi, chứ không gọi là cầu kỳ phức tạp gì hết. Đủ ăn đủ mặc thôi, chứ không cần phải nhất thiết là phải tranh giành so đôi xe đua với ai hết. Không, anh nghĩ thế này nè. Vậy nó cũng không được. Đàn ông mình phải có khát vọng. Em có tích lũy, em sẽ đầu tư vào cái gì đó, và mong rằng cái sự đầu tư đó sẽ lớn dần lên, rồi mình sẽ phát triển hơn nữa. Chứ đừng nghĩ là có gì ăn đó, có gì lo đó, có đủ tiền chữa bệnh là được rồi. Vậy thì nó phụ nữ ta không chịu vậy đâu. Muốn hơn nữa chứ đừng thỏa mãn với những gì mình đang có rồi cái mình không có cầu tiến nữa thì không được. Thôi bây giờ vô chuyện tỏ tình, nói những cái gì tình cảm nhất. Anh thấy em thì dễ thương, thì anh cũng em nói không được mình lắm. Anh thấy em dễ thương, anh cũng ngứa quá. Hả? Cũng nói không có được những cái lời chứ bây giờ không nói gì hết làm sao mà không nói sao mình máu chốt lại cái vấn đề. Đúng không? Anh thấy rằng hình như anh với em không thể xa nhau được gì đó, nó đại gì thế dù vậy đó. Không lẽ giờ anh nói thiệt á, nói không được. Thì hôm nay gặp anh ở đây thì em trong một buổi ngắn ngủi về cũng không nói lên được cái gì hết. Nhưng mà em thấy anh cũng dễ thương, hiền. Nhưng bấm nút hay không quan trọng. Em nghĩ tình yêu thì cũng xuất phát từ tình bạn. Thì mình bắt đầu từ những cái bước đầu tiên nhất. Ok. Mày bốt lên tôi học 1 tháng nữa nha. Tôi dạy cho 1 khóa nha. Chán ổng ghê vậy. Rồi, chúng ta chuẩn bị suy nghĩ thật kỹ và quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Hai bạn phải nói là những con người rất là chân chất. Vấn đề chỗ là chúng ta không có dám nói lên những cái suy nghĩ của mình, mà trong tình yêu cứ ngồi nhìn nhau hoài thì đúng ra cũng không thể hiện được gì hết. Đó là cái điểm yếu nhất của mình. Và nếu như cứ thế mãi thì chắc chắn ta cũng khó tìm được một cái người bạn cùng đồng hành với mình trên suốt cả chặng đường còn lại. Bạn nữ, lý do tại sao bạn không bấm nút? Dạ, tại vì cảm giác của anh tạo cho em á là tim em không có đập. Còn bạn trai? Cái em thì em dở về cái nó nói chuyện á, nên em không thể nào mà để tạo cái một cái gì đó cho để bạn để bấm nút.
Thì vậy bạn không bấm rồi nút em luôn. Thấy em biết bạn không bấm rồi em không bấm luôn. Theo suy nghĩ của em cảm nhận được thì bạn sẽ không bấm nút nên. Ủa mình phải có bản lĩnh của mình, đàn ông mà mình thích mình nói thích. Thí dụ như cuộc mình biết cô ấy không bấm nút nhưng mình vẫn cứ bấm, đúng không? Dạ. À, xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và chúc hai bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Xin mời em. Người đấy quen nhau là ở xa, tự nhiên một ngày họ kêu là em đến với chồng. À, thôi luôn. Khi mà em chia tay xong thì em cắt đứt hết mọi liên lạc với ảnh, thì khoảng 2-3 tháng sau ảnh báo với em là ảnh sắp lấy vợ. Sắp lấy vợ. Bây giờ thì bạn nam đã ngồi vào vị trí của mình rồi, Tường sẽ ra ngoài mời bạn nữ vào và bắt đầu cuộc hẹn hò ngày hôm nay. Rồi mời em gái. Rồi ngồi xuống đây đi. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra nha. Rồi. Bây giờ sẽ là phần tự giới thiệu về bản thân mình ha. Mời dạ, em trai. Em chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Văn Giang. Năm nay em 27 tuổi, quê em ở ngoài Hải Dương. Và hiện tại bây giờ em đang sinh sống và làm việc cùng với gia đình tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em kinh doanh cà phê bột tại nhà. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh nam bên kia, em tên là Phương Nhi ạ. Năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh ạ. Nhân viên kinh doanh, quê em ở đâu? À, em quê ở Bến Tre ạ. Mình làm gì ở quận mấy? À, em làm ở Gò Vấp luôn ạ. Gò Vấp. Em cũng sinh sống ở Gò Vấp luôn. Ừ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em không hút thuốc, không uống nhiều bia, không cờ bạc, không có ai hút linh tinh luôn. Em làm được việc nhà, nấu ăn được ạ. Dạ. Còn điểm yếu của em là chắc là em khi nói chuyện với bạn gái thì hơi ngại ngùng, với cả đôi khi là hơi thẳng tính, cả nóng tính một chút ạ. Cố gắng kiềm chế cái sự nóng tính ha. Dạ. Mấy bạn gái cũng sợ mấy bạn trai mà hay nóng tính lắm nha. Rồi còn em gái. À, dạ, ưu điểm của em là em cũng hòa đồng với mọi người ạ. Hiền và cũng biết nghe lời ạ. Với lại em thì hay thích chọc ghẹo người khác á, mang niềm vui đến cho người khác ở trong công ty cũng như là bạn bè, người thân xung quanh ạ. Cũng hơi nhát với mấy bạn trai. Ví dụ như thường gặp bạn trai thì em thích làm quen kiểu như là bạn thân anh em hơn là để ý tán tỉnh. Khuyết điểm của em cũng là hơi lười việc nhà. Lười việc nhà. Em đang ở với ai? Em đang ở với chị ạ. Rồi chị làm hết. Dạ chị làm hết. Chúng em kiểu chỉ nấu ăn thôi. À, ồ biết nấu ăn là cũng dạ, được em biết rồi. Nấu ăn. Ok, tốt rồi. Tình trường của em thì như thế nào? À, em trải qua được một mối tình rồi chị. Là cách đây cũng 6 năm rồi chị ạ. Mình quen được bao lâu? Dạ em quen được hơn 2 năm. Sau đó là người ta đi lấy chồng. Ồ, lý do tại sao vậy? Dạ lý do em không biết nữa. Tại vì là em với người đấy quen nhau là ở xa. Em làm việc ở trong Sài Gòn. Và người đó thì ở quê em. Thì là hai người là quen là thông qua ông anh của em. Một năm em gặp người ta được có mấy ngày Tết thôi. Tự nhiên một ngày họ kêu là em đến lấy chồng. À thôi luôn. Vậy là chắc là do mình xa xôi quá, mình không có đủ thời gian chăm sóc bạn gái cho nên là cô ấy đi lấy chồng. Chắc là vậy ạ. Đi lấy chồng trong lúc đang quen với em luôn hay là chia tay rồi mới đi lấy chồng? Dạ đang quen thì người ta kêu là em đến lấy chồng đây. Trời đất ơi. Rồi bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ nói chung là ông bà nội ngoại với cả gia đình em là cũng hối lắm rồi ạ. À vậy hả? Làm gì mà cả ông bà nội ngoại ghê vậy? Dạ tại vì là em là con nớt trong gia đình với cả cháu đích tôn luôn ạ. Ồ rồi vậy sẵn sàng mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em chuẩn bị đầy đủ hết rồi ạ. Rồi thế còn em? Em thì trải qua 2 mối tình rồi ạ. Sâu đậm nhất vẫn là mối tình hồi sinh viên của em thì kéo dài 2 năm. Em với bạn này rất là hợp tính nhưng mà có một thời gian thì cái anh này ảnh thất nghiệp á và ảnh đi làm xa, ảnh làm ở Long An á thì ảnh cứ đòi không chịu làm, ảnh cứ đòi về đây không mà ảnh cũng không chịu yêu xa á. Xong rồi em rất là dại, em mới quyết định là thôi em chia tay để cho anh đó xem là ảnh có suy nghĩ để thay đổi hay không. Nhưng mà vô tình là khi mà em chia tay xong thì em cắt đứt hết mọi liên lạc với ảnh, thì khoảng 2-3 tháng sau ảnh báo với em là ảnh sắp lấy vợ. Sắp lấy vợ. Hồi quen thì anh này cũng có nói với em là ở trong chỗ công ty là cũng có một cái bạn đó để ý anh này, cho họ tới với nhau luôn. Ủa vậy? Thử thách nhau thiếu gì cách thử thách, tự nhiên thử thách bằng cách là chia tay. Dạ. Tới lúc mà lấy vợ xong rồi anh vẫn trách em là lỗi tại em. Ừ, à, em buông tay trước, ví dụ như thật sự yêu nhau thì phải cùng nhau vượt qua những cái khó khăn.
thôi, rút kinh nghiệm cho lần sau ha. Dạ. Ngày xưa lúc mà thất tình á, em cũng có ý định là đi tu rồi. Ghê vậy, đi tu luôn. Em có ý định là em đi tu rồi. Nhưng mà em suy nghĩ lại là chắc là cũng mình đi tu mà vì mình thất tình thì chắc là nó cũng không đúng với Phật, chắc Phật cũng không độ mình đâu. Nên là em thôi suy nghĩ lại. Có khi nào mình nghĩ mình không có tình yêu được với bạn trai cái mình lạc lõng, mình nghĩ thôi mình chơi bạn gái sướng hơn không? Không chị, nhưng mà em không biết là sao nữa, nhưng mà thường mọi người xung quanh thường nghĩ em là lét. Tại vì em trong cái quá trình ế của em á, em rất là ga lăng với các bạn nữ, không bình thường cũng vậy. Ví dụ như em quen người yêu, em gặp các bạn nữ của em cũng rất là ga lăng. Ngày xưa là cũng có một bạn nữ giới cũng có thích em, với lại em cũng có từng hôn môi với bạn đó. Hả? Thì cái gì vậy? Cái đó giống như là, nhưng mà em thật sự là trong thâm tâm em thì em không có cảm giác gì hết. Em vẫn là con gái bình thường. Bây giờ thích trai hay thích gái? Dạ thích con trai chứ chị. Em hoang mang gì không em? Cũng hơi xíu ạ. Thôi dạ. Nào em không bạn trai nào chưa? Chưa. Thích trai hay thích gái? Dạ, con gái ạ. Giới tính rõ ràng không? Dạ, 100% trai ạ. Trời ơi, sao làm chị hoang mang quá vậy? Thôi, cái chuyện này hai bạn tự tìm hiểu thêm nha. Dạ, ví dụ như chị em chơi chung với nhau thì em vẫn bình thường, chuyện đó hôn má hôn môi là bình thường mà chị. Thế hả? Phụ nữ với nhau mà. Làm gì có cái vụ hôn môi là bình thường bà. Ông hôn nhẹ chạm thôi chị, giống như là em cũng có một đứa em thân thì lâu lâu hai đứa gặp nhau thì vẫn hôn rồi bình thường thôi, không sao. Nhưng mà thật sự là hai đứa em vẫn là con gái. Anh ơi là con gái đó anh ạ. Lát để anh nói với ảnh đi ha. Gái con trai gì đó mình hậu xét nha. Bây giờ em mong muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu bạn gái em mong muốn tìm cũng là hiền một chút, biết là làm việc nhà, kính trên nhường dưới. Còn em, mẫu người bạn trai của em? Dạ, cao to hơn em một tí, em có xỉu thì bạn vẫn đỡ em nổi. Em thấy máu thì có em bị say sẩm mặt mày, có thể xỉu nặng. Em thích một người vui vẻ, tạo cái niềm vui cho nhiều người, không gia trưởng, với lại không nói khoác, không keo kiệt nữa. Rồi, hãy tìm đi, anh ấy trong đây đã. Đâu em có hình không? Để chị xem nào. Có cổ ở trọng á, kiếm đi. Em đoán đây. Tại sao lại đoán người đó? Em nghe cô ấy nói là hình như là cũng cao mét, là người cũng hơi cô có vẻ hơi mà mập xíu. Là đoán cô đó đó ha. Rồi thử lát kiểm tra coi đúng cổ không nha. Dạ anh này ạ. Sao lại đoán anh đó? Em nghĩ thì trong bức hình này anh này là nhân vật trung tâm, nổi bật nhất tấm hình, cũng là một thì nên là anh sẽ chọn cái bức hình nào anh trung tâm nổi bật nhất. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem đúng không nha. Mở cửa trái tim. Dạ em chào anh. Hãy xem sự phán đoán của mình lúc nãy đúng hay sai nào. Dạ chính xác rồi ạ. Đoán sai. Anh đoán ai vậy ạ? Anh đoán thằng này. Vậy là em mất một ly chè rồi đó chị. Hả? Tại bé này làm chung công ty với em. Em có xin phép bé là em sẽ rửa hình của bé lên, xem là đoán có trúng hay không. Thì đoán trúng ai là em phải mời người đó một ly chè. Anh ơi anh có bù cái phần đó cho em được không? Được, thoải mái đây em. Dạ em cảm ơn chị. Em có nhiều bạn tập hợp là hết đi anh. Hồi cho em đi ăn chè. Em không muốn quà. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có một phần quà nhỏ tặng anh ạ. Cảm ơn em. Dạ. Hai hộp quà xanh xanh đỏ đỏ cũng giống nhau ghê ha. Mở ra xem cái gì bên trong vậy em. Tôi tò mò lắm, ai tặng gì phải trình qua tôi mới được, tôi bà Mai mà. Gì đó? Một cái đồng hồ đi. Tại sao tặng anh ta cái đồng hồ? Em nghĩ là em sẽ tặng anh một cái vật gì mà anh có thể luôn mang bên mình, cũng có thể giúp ích anh trong cuộc sống này. Dạ, đây là hỏi son ạ. Tại sao tặng cô ấy son? Dạ, em tặng cô ấy son là vì nhiều khi để cho cô ấy có thể làm đẹp mỗi ngày hơn ạ. Đều có ý nghĩa hết ha. Rồi bây giờ vậy nè. Thì là chị Tường sẽ vào trong để cho hai bạn tâm sự với nhau ha. Mời hai bạn thưởng thức một món ăn, có thể là bún gạo xào Mã Lai, một món ăn rất đặc biệt của nhà hàng. Vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Dạ. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Tự tin lên nha. Dạ, vâng. Nhớ hỏi cái vụ hôn môi á, hôn phụ nữ á nha. Dạ em mời anh ăn ạ. Rồi em ăn nha. Dạ anh ở đây là anh ở đâu vậy ạ? Anh ở quận Bình Tân. Bình Tân ạ? Anh ở chung gia đình luôn. Ở chung với gia đình. Gia đình ở với bố mẹ rồi anh em luôn ạ? Anh ở với bố mẹ với cả một người em gái. Em gái ạ? Em gái anh có gia đình chưa? Chưa. Em gái anh nhỏ hơn em 4 tuổi. 4 tuổi ạ? Dạ. Em đang đi làm rồi. Anh thấy em có giống mẫu bạn gái lý tưởng của anh không? Em thấy
Nãy anh diễn tả thì nó hơi sai một tí. Mẫu bạn gái ấy tưởng nói chung là cũng không quan trọng cho lắm. Quan trọng là khi mà mình về với nhau đấy, sống trong gia đình ấy, mình tìm hiểu nhau. Dạ. Nhiều khi nhường nhịn nhau là được rồi. Chứ còn bây giờ cũng khó. Tại vì trong cuộc sống nhiều khi cuộc sống hôn nhân gia đình ấy thì chủ yếu mình nhường nhịn với nhau, lẫn nhau đây. Anh có thích con gái hơi sôi động một tí không? Thích anh em. Tại vì anh nói chung là cũng hơi trầm tính. Nếu mà có con gái sôi động hơn thì tốt. Tại vì anh nhà cửa hơn. Tại vì em thì không phải là con gái nhu mì, dịu hiền. Nên là em cũng hỏi trước anh vấn đề đó để sau này anh đỡ bỡ ngỡ. Không sao em. Dạ. Anh ăn đi ạ. Em ăn đi nha. Quan niệm về tình yêu của anh là như thế nào ạ? Anh á, anh quan trọng nhất là trung thủy và không được lừa dối nhau. Rồi. Dạ đúng rồi, em cũng hiểu cái điều đó. Nói với em thì khi mà yêu nhau á, em rất quan trọng cái vấn đề là hai người sẽ cho nhau một cái khoảng thời gian. Tức là em không quá nắm giữ cái khoảng thời gian của anh. Vấn đề đó là đúng rồi em. Tại vì nhiều khi là nói chung là mình phải là có một cái không gian riêng của mình. Yêu nhau nhưng mình vẫn còn một mối quan hệ như là bạn bè nữa. Dạ đúng rồi. Vẫn dành riêng cho nhau một sự nhiều khi là tôn trọng nữa. Dạ. Anh có gì hỏi em nữa không? Thế là em đi làm ở đâu chưa? Em làm ở công ty được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi. Dạ. Cũng là một khoảng thời gian khá dài đấy đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Gia đình anh em có nghe nói là gia đình anh hối cưới lắm rồi ạ? Đúng rồi. Nếu mà ví dụ như mình có tìm hiểu nhau thì khoảng tầm 2 đến 3 năm sau mới cưới anh có chấp nhận được không? 2 3 năm sau có vẻ hơi lâu đấy. Nếu mà hơi lâu thì à? Cưới vợ là phải cưới liền tay. Liền tay à? Đúng rồi em. Chưa để lâu ngày nhiều khi năm kẻ diễm pha. Vậy lâu nhất là bao lâu anh được anh? Nếu mà được anh thì... có thể chờ đợi bao lâu ạ? Trong năm nay đi em. Trong năm nay là sớm lắm ấy ạ. Tại vì em cũng đã ế lâu lắm rồi ấy, nên là em rất là muốn có một cái khoảng thời gian dài hai đứa yêu đương tìm hiểu nhau như người ta ấy anh. Thì nói chung mà tìm hiểu mình cưới về vẫn tìm hiểu được mà. Thì đâu nhất thiết là phải trong lúc yêu không tìm hiểu ở đâu. Còn phải suy nghĩ nữa chứ anh hả? Thì quan trọng nhất là nếu mà mình tìm hiểu hợp nhau thì mình tiến tới với nhau thôi. Dạ. Anh có thích đi du lịch không? Thì anh cũng thích đi du lịch nhưng anh chưa có lý do. Chưa có lý do à? Rồi anh chỉ cần có lý do đi thôi. Dạ, em thì rất là thích đi du lịch, em sẽ tạo đầy lý do để anh có thể đi. Được, anh cũng đang muốn đi du lịch đây. Anh có muốn hỏi gì cái vấn đề lúc nãy chị Cát Tường nói về nữ không? Cái đấy anh không quan tâm. Anh có lấn cấn gì chỗ đó không? Nếu như em muốn nói, tôi khác em sẽ nói thôi. Dạ, vậy cái đó thì để tìm hiểu sau anh hả? Thì nó cũng không có gì quan trọng lắm đâu ạ. Thật sự là chỉ giao tiếp chị em bình thường thôi. Cái đó là bình thường mà em đâu có gì đâu. Rồi, em ăn đi nha. Dạ. Thế là ở đây em ở chỗ hay là ở nhà chị em? Em ở nhà trọ với chị của em. Thế có hai chị em ở? Dạ đúng rồi, hai chị em thôi. Sao không muốn ba mẹ lại ở cùng? Dạ không, tại vì ở nhà ba mẹ thì ở dưới quê có cây trái rồi nữa. Với lại ba mẹ nó lên Sài Gòn cũng ngộp á, không sống được. Ở dưới quê thì thoải mái rồi. Đúng rồi. Mấy ông bà già thích ở quê hơn. Dạ. Đúng rồi. Thưa chị. Dạ, thưa chị ạ. Ăn ngon không? Tôi đói bụng quá mà hai người ăn sao tôi chịu nổi. Rồi bây giờ á, mình nói với nhau về cái quan điểm về tình yêu và hôn nhân đi. Quan điểm về tình yêu của em thì trước hết là phải trung thủy đã. Có bất cứ những cái mâu thuẫn gì là cũng phải ngồi lại nói với nhau. Chứ em rất là ghét cái kiểu mà có mâu thuẫn xong rồi mình ngồi mình nói con người bỏ đi á chị. Em không thích như thế, anh có như thế không? Anh không. Nói chung là nếu mà có chuyện gì đấy thì mình ngồi lại mình nói chuyện với nhau thẳng thắn sẽ dễ hơn. Em cũng hy vọng là em có thể ví dụ như là một người vợ cũng có thể là một người bạn để cho anh có thể mà chia sẻ được những cái buồn vui trong cuộc sống á. Ví dụ như có chuyện gì buồn ở công ty hay về em rất là hy vọng anh có thể tâm sự với em. Ví dụ như em không giúp được gì cho anh nhưng mà em có thể ngồi đây em lắng nghe anh có thể dễ chịu hơn. Anh không làm công ty. Làm từ nhà. Em giống chị đó.
có chuyện gì phải nói thẳng với nhau và giải quyết cho được cho xong. Dạ đúng rồi. Rồi á hả, được cũng được, yes or no vậy tính dạ, sao. Chứ mà đang nói nửa chừng mà đứng dậy bỏ đi là cho đi luôn á. Bực bội đúng không? Dạ đúng rồi. Mình phải đối mặt với sự thật, có gút mắt gì mình phải giải quyết cho bằng được. Dạ, đúng thật rồi. Sự là có nhiều người đàn ông họ nghĩ đó là ga lăng, họ bỏ đi để cho người phụ nữ ở lại bình ổn. Như đi mà... mình mới điên thêm. Dạ, đúng rồi, thật sự là phụ nữ không thích như vậy. Như vậy là sai nha quý vị nha, đừng có nghĩ là đi để cho dịu xuống rồi cả. Từ từ ngồi nói chuyện sao, không có đâu. Phụ nữ chỉ muốn giải quyết xong xuôi hết đi rồi muốn lại đi là cho đi luôn đó anh. Đúng rồi. Bây giờ cho các bạn bốc thăm ha, trả lời vài câu hỏi trong này cho nó vui để mình hiểu nhau nhiều hơn ha. Đọc lớn lên và yêu cầu đối phương thực hiện. Theo bạn, yêu nhau đến bao lâu thì có thể hoặc kép trao hết cho nhau? Theo anh ấy là thời gian thì không quan trọng, nhưng quan trọng nhất ấy là nhiều khi mình có đủ sự tin tưởng lẫn nhau không thôi. Nếu khi mà mình đủ sự tin tưởng lẫn nhau thì mình sẽ trao hết được cho nhau thôi. Dạ, theo anh nghĩ là trao hết là trao cái gì và anh có thể trao cái gì? Trao tất cả mọi thứ luôn em. Anh ví dụ ạ? Ví dụ như em nè. Anh trao anh cho em đúng không? Đúng rồi em. Anh trao cái gì? Anh có cái gì để trao? Dạ đúng rồi. Trao... cái gì nó hấp dẫn hơn vậy? Thẻ ngân hàng. Cũng được. Dạ cái đó em thích. Đến một thời điểm thích hợp là trao thẻ ngân hàng luôn hả? Dạ. Quan điểm em là có thể em sẽ để cho người phụ nữ giữ tiền. Tại vì nhiều khi trong một gia đình ấy, nếu mà hạnh phúc hay không hạnh phúc đúng không? Là cũng do người phụ nữ. Gia đình có khá giả hay không cũng do người phụ nữ hết. Đúng rồi, hay quá. Rất là tuyệt vời với câu hỏi đó. Tôi chỉ chắc là bạn gái thích thú với câu dạ, trả lời đó chị. Rồi, đọc lớn lên. Hãy đọc một bài thơ tặng đối phương về tình yêu. Nếu không sẽ bị MC phạt. Chết rồi. Em đổi câu hỏi được không chị? Em có quyền trợ giúp không ạ? À, trợ giúp gì em? Anh có thể trợ giúp em được không? Trợ giúp gì em? Dạ cái này ví dụ như anh trao hết cho em, bây giờ em chỉ yêu cầu anh là trả lời câu hỏi đó giùm em thôi được không? Bài thơ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thế anh đọc rồi anh đọc sao? Ghê ghê ghê. Cái này có chuẩn bị chị ạ. Đúng tủ rồi. Mời em. Anh cần em như biển cần có sóng. Có biển nào mà không cần sóng đâu em. Anh cần em như sương cần có lắng. Giọt sương nào không lắng mà long lanh. Trời ơi. Dạ em cảm ơn anh. Nắng gọn xúc tích nhưng mà cũng đầy ý nghĩa ha. Dạ. Rất là dễ thương. Hai bạn cảm thấy thì thấy hai bạn rất là thẳng thắn và cũng rất là văn minh trong cái lối suy nghĩ để dành cho nhau, để nghiêm túc cho một mối quan hệ. Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau ha. Hãy nói cho nhau nghe cảm xúc của mình hiện tại ngay giây phút này. Cảm nhận gì về đối phương hoặc là cảm xúc trong lòng mình hiện tại ra sao? Mình muốn nói điều gì trước khi đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không? Mời bạn trai. Dạ, nói chung là lần đầu tiên thì là gặp em. Nói chung là anh cũng cảm giác hồi hộp, một chút bối rối nữa. Thì nói chung là thông qua chương trình thì là anh với em mới có cơ hội gặp mặt. Thì nếu như mà mình mà có thể cho nhau được một cơ hội thì mình ra ngoài mình có thể tìm hiểu nhau lâu hơn nữa. Nếu em cho anh cơ hội? Nếu em cho anh cơ hội. Thì sao? Thì anh sẽ cố gắng hết sức làm cho em hạnh phúc bằng tất cả những gì anh có thể. Dạ em cảm ơn anh. Còn đối với em thì người ta nói đó là cơ hội chỉ đến với người hữu duyên thôi. Nhưng mà em nghĩ đó là trước tiên mình phải cho nhau cơ hội đã thì mới biết là có duyên hay không. Thì em nghĩ đó nếu anh không ngại thì anh cứ bấm nút, biết đâu cuộc đời anh sẽ hạnh phúc và anh sẽ làm em hạnh phúc. Chị thấy là hai bạn giống như kiểu là tình trong như đã, mặt ngoài còn e, mà hai bạn cũng chẳng có e gì hết. Mình cũng đã thể hiện cảm xúc với nhau rồi. Xin mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Anh có thể nhìn thẳng vào mặt em không? Thường thì bấm nút là chị hay kêu nhắm mắt lại để lắng nghe lòng mình. Nhưng mà nếu em yêu cầu muốn nhìn thẳng vào nhau thì cặp này đặc biệt, hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và đưa ra quyết định của mình nhá. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao lại nhìn vào mặt nhau mà còn bấm chậm hơn người ta một nhịp? Cho em nhìn ảnh em ngại, em hồi hộp quá nên là em run tay. Trời ơi, em đề nghị là nhìn mà đâu phải là người ta đề nghị nhìn. Ảnh nhìn em là kiểu không chớp mắt luôn. Đúng rồi. Làm em hơi hồi hộp, hơi bị khớp. Rồi, ok, cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn đứng về một bên. Rồi, đừng qua bên đây em. Nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau tại chương trình. Anh muốn em chủ động hay em bị động? Thôi để anh coi. Thank you.
Cô ơi, cô chỉ nên chủ động với bạn gái nha. Bạn trai cô ấy thì bị xíu để cho người ta chủ động nha. Rất là dễ thương. Gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Các bạn đến đó xem phim, tìm hiểu nhau và sẽ có không gian trò chuyện riêng tư với nhau hơn nữa. Chúc hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Dạ, cặp này đẹp đôi lắm á, chắc cưới sớm á. Làm em được trong năm nay luôn chị. Rồi, cố gắng lên. Kính thưa quý vị, hôm nay là Cát Tường đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình rồi nha. Và chúng ta sẽ đón thêm tập tiếp theo vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Play. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Ngoại hình cân đối, dáng cao, da trắng, tóc dài, mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ. Trời ơi, có hết nha. Đây bên đó là bao luôn. Hai cô ở bên có đủ những gì em nói luôn. Em nhắm một đời em muốn khóc mấy lần nữa. Gắng lần này nữa chắc khóc cái kiểu mà khóc trong sự hạnh phúc quá chị. Yeah. Em chỉ cần ưa nhìn là được. Em không cần đẹp trai, em không thích sáu múi à. Rồi, ở đây ai cũng bụng bia hết trơn, em khỏi lo, không có sáu múi đâu. Thường là em sẽ không có mẫu người lý tưởng. Em nhìn người đó em cảm thấy có ấn tượng là em sẽ tìm hiểu. Anh muốn người phụ nữ của anh á, khi mà ra đường á, là mạnh mẽ bản lĩnh như con hổ. Nhưng mà khi về với anh rồi á, thì như con mèo. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì hẹn mà gặp nữa. Chúng ta lại trùng màu nhau. Chị nhớ có những cặp nào mà chúng ta trùng màu là chúng ta sẽ có được ít nhất là một cặp đôi thành công. Dạ. Cơ hội ngày hôm nay chỉ đến cho chúng ta cùng một lần thôi. Nào chị. Yeah, quyết tâm. Đầu tiên, Cát Tường xin mời hai bạn trai bước ra sân khấu. Wow. Black and white hả? Yeah. Trời ơi, ở trong là satin hay là phi bóng vậy? Hôm nay em đi tới đây thì hôm nay nhắc tới từ bóng chị. Được rồi, chúng ta sẽ trò chuyện sau. Mời hai bạn nam hướng mắt về phía trước. Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái. Wow. Wow, ngày hôm nay là nhà gái em là có giá lắm nha chị Tường ơi. Nhà trai có hành, nhà trai có hành. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin từ những chàng trai của chúng tôi. Dạ. Chào em. Dạ vâng, em chào chị Tường. Em tên là gì? Em xin phép tự giới thiệu, em tên là Hồ Thanh Thiên. Wow. Năm nay em 35 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Huế, vùng đất kinh thành cố đô xưa. Gia đình em hiện tại thì đang sống tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Còn em thì đang làm việc tại một công ty bất động sản ở quận Bình Tân. Rồi, chúng ta đồng hương nha. Dạ. Thế nha. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em, mọi người vẫn thường nhận xét em là một con người tử tế, chính trực, chu đáo, nhiệt tình và điềm đạm. Bên cạnh đó thì em cũng không có hút thuốc, không cà phê, không cờ bạc. Và em cũng có thể làm được hầu hết các công việc lớn nhỏ trong gia đình, như là sơn sửa nhà cửa, sửa chữa điện nước, đi chợ nấu ăn. Ngoài ra thì em còn có thể chơi được hầu hết các môn thể thao như là bóng đá, bóng chuyền. Hồi nãy em nói với chị lên đây không nhắc tới từ bóng mà. Dạ, rồi em chơi banh. Dạ. Dạ, đá banh, đánh banh bàn, bóng chuyền, banh gỗ. Dạ. Tại sao ngày hôm nay em mặc cái áo màu banh quá vậy? Cái áo nó hơi banh bảy. Dạ, banh không bảy gọi là mặc dù trong cái đen nhưng mà nó vẫn tỏa sáng anh. Tiếp tục, còn ưu điểm gì nữa? Có thể là tạm thời như vậy thôi chị, em thấy em kể cũng hơi bị nhiều. Điểm yếu nè. Điểm yếu đầu tiên của em là em vừa già vừa xấu. Vừa già vừa xấu. Già đâu già. Cái này bởi vì những người bạn gái trước đây của em đều chê em vừa già vừa xấu. 35 tuổi thì vậy là cũng đúng rồi chứ già gì đâu. Bây giờ tới cô gái xinh đẹp ngồi cái ghế màu đỏ của tôi nè. Dạ, em xin gửi lời chào đến hai MC Cát Tường và MC Hứa Minh Đạt và hai bạn nam ngồi đối diện và các quý vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Như Hảo. Em năm nay em 25 tuổi. Em đang làm việc trong một công ty truyền thông. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em thì ở Bến Tre. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Hai đứa em ơi.
ơi, làm mạng hai cô hả? Gái bên đây là cực phẩm giai nhân. Tôi con gái mà tôi nhìn tôi còn mê. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mặc dù cái nhìn đầu tiên của mọi người thường hay đánh giá em là thấy em hơi khó gần, với lại hơi chảnh, nhưng mà thân thiết thì có thể là hơi lầy. Về điểm yếu thì em là một người hơi thẳng tính, đôi khi là làm cho người khác cảm thấy không hài lòng lắm. Trong giao tiếp em hơi, đôi khi em hơi bị cục xúc, hơi bị ngắn gọn quá. Rồi quay lại với em trai ngồi ở ghế xanh nè, giờ em giới thiệu nè. Rồi, cho em xin gửi lời chào đến chị Tương, anh Đạt, anh Thiên và hai bạn nữ cùng với tất cả các khán giả đang xem đài. Em tên là Dương Trường Lâm, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại là công việc của em là nhân viên kinh doanh bên xe ô tô. Quê của em thì ở Cà Mau. Sau này mình định là lập nghiệp trên Sài Gòn luôn hay là sau này mình sẽ về quê? Em có dự định là em sẽ đi làm ở đây thêm tầm khoảng 3 đến 5 năm nữa. Vẫn muốn về quê lập nghiệp ở dưới quê mình đúng không? Dạ, đúng. Gần cha gần mẹ phải không? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì chắc có thể nói là em nhậu được. Nhưng Cà Mau mà. Em biết nấu ăn, em cũng thích chơi thể thao. Điểm yếu thì em đông người thì em hơi gục gà xíu. Với lại nhát gái nè. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào hai MC, anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Và hai bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Uyên, tên thường gọi em là Kha My. Quê em ở Cần Thơ. Hiện giờ em đang làm bên thẩm mỹ. Có cái tiệm thẩm mỹ nào chưa? Dạ có, em mở được 3 lần tiệm rồi. Là bây giờ là chủ 3 tiệm hay là mình mở một cái không cho ạ? Chứ sao? Dạ là dịch nó dẹp. Dạ đúng rồi. Mở ra gặp dịch rồi dẹp dẹp rồi mở gặp dịch lại dẹp. Đó giờ đây là mở 3 lần rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh là em khéo tay, vui vẻ, hòa đồng. Em có thể thích nghi với mọi trường hợp. Ví dụ như đến cái môi trường nào em có thể hòa mình vào được cái môi trường đó. Điểm yếu của mình là gì nè? Dạ em hơi nóng tánh. Em có hay đi du lịch Cà Mau chưa? Dạ chưa, nhưng mà lần này sẽ có. Lần này sẽ có, hy vọng là vậy. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút cho các bạn hiểu nhau. Mình sẽ đi vào tình duyên nha. Chị quay là chàng trai ngồi ở ghế đỏ trước tiên. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình gọi là ấn tượng và sâu đậm nhất. Mối tình đầu tiên thì quen nhau cũng được khoảng gần 1 năm. Cô ấy cũng là người mà em cảm thấy gọi là phù hợp nhất, cũng là cái người mà giúp cho em thay đổi rất là nhiều, từ ngoại hình cho tới một số cái thói quen. Nhưng mà tiếc cái là cô ấy gia đình theo đạo, cũng hơi khó để có thể thống nhất quan điểm với nhau. Mối tình thứ hai của em thì kéo dài được khoảng tầm 6 tháng. Thì cô gái này lại là người mà ngoan hiền và rất là lo lắng quan tâm chăm sóc cho em. Hơi tiếc cái là đúng cái thời điểm đó thì em một phần là vẫn còn tình cảm với cô thứ nhất. Thứ hai nữa là sau cái chuyện với cái cô thứ nhất như vậy thì có cái khoảng thời gian là em có suy nghĩ rằng là mình chỉ sống độc thân thôi chứ không có lập gia đình. Và tới bây giờ em cũng rất là áy náy và cảm rất lương tâm cái việc đó. Mối tình thứ ba thì cô này em cũng quen được khoảng 9 tháng. Tới lúc quen với cô thứ ba là đã quên hẳn cô thứ nhất chưa? Dạ rồi chị. Đối với cô thứ ba thì do là quen nhau trong năm 2021 thì trong đó hết khoảng nửa năm, 6 tháng lại bị dịch. Cho nên là mặc dù là ở thành phố nhưng mà cũng là gọi giống như yêu xa vậy đó. Bản thân em bây giờ tới giờ thì em cũng chưa hiểu rõ được là thực sự cái lý do của cô ấy chia tay là gì. Bởi vì cô ấy lại là người mà chủ động chia tay em. Và lại chọn đúng cái đợt mà hai đứa đi ăn sinh nhật của em luôn. Mà em hỏi lý do sao thì cô ấy chỉ nói rằng em cảm thấy là mình không còn tình cảm nữa thì em không muốn tiếp tục. Thì sau đó em cũng cố gắng bằng hết tấm lòng của mình và chân thành của mình để cố gắng giữ cô ấy lại. Nhưng mà cuối cùng thì cô ấy vẫn chốt lại là thứ nhất là em xin lỗi, thứ hai nữa là em cảm thấy mình không còn cảm xúc với anh nữa, và thứ ba nữa là em cũng đã có người mới rồi. Thế bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Trải qua 3 mối tình thì em cũng hiểu rằng là không có người phụ nữ nào hoàn hảo cả. Thì những cái mà em nói ra đây thì cũng chỉ là cái mong muốn của mình thôi, chứ không phải là một cái tiêu chí gọi là yêu cầu bắt buộc gì cả. Xét về ngoại hình thì em mong muốn cô ấy là một người có ngoại hình cân đối, dáng cao, da trắng, tóc dài, mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ. Trời ơi, có hết nha. Đây bên đó là bao luôn, hai cô ở bên có đủ những gì em nói luôn. Bên cạnh đó thì cô ấy còn toát ra một cái thần thái là tự tin, vui vẻ, năng động và lúc nào cũng tràn đầy cái năng lượng tích cực. Có luôn. Muốn gì nữa ạ? Dạ, về tính cách thì cô ấy là một người phụ nữ chung thủy, có sự sâu sắc, tinh tế, khôn khéo và hiếu kính với cha mẹ, và có cái lòng nhân ái với mọi người, là một người siêng năng, sạch sẽ. Dạ hết rồi. Ai cũng muốn vậy, riêng vì em đâu đầy đủ công dung ngôn hạnh rồi. Rồi bên kia,
Cô có bao nhiêu cuộc tình rồi hả cô gái? Dạ, về mối tình chính thức thì em có 3 mối tình. Dạ là một mối tình năm 18 tuổi, một mối tình năm đại học và một mối tình gần đây nhất. Tình đầu là quen được bao nhiêu lâu? Dạ, khoảng gần 1 năm. Khi mà em lên đại học thì lúc đó là yêu xa, nên là được một khoảng thời gian. Yêu xa? Dạ. Khoảng thời gian, không gặp nhau nhiều. Dạ. Chia tay. Bây giờ mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai là mối tình cũng gọi là lâu nhất, khoảng gần 2 năm. Khoảng thời gian học đại học thì trong vòng 2 năm đó thì cũng có những khoảng thời gian chia tay khá là nhiều và quay lại nhiều lần. Cái người đó là một người ở quê ở miền Trung mà em cảm thấy là suy nghĩ một cách hơi gia trưởng. Em là một người miền Tây nên là rất là thoải mái và tự nhiên ấy. Nên là em cảm thấy là không hợp nhau về quan điểm. Gần đây nhất bao nhiêu lâu gần đây nhất thì khoảng gần được 1 năm và chia tay cách đây khoảng được 8 tháng. Thì thời điểm chia tay thì cũng ngay thời điểm dịch như là bạn nam bên kia. Mỗi người đều có những cái lo lắng riêng, những cái gọi là suy nghĩ riêng, những cái niềm riêng cái gì, nên là không có chia sẻ được với nhau. Đến với chương trình này thì em nó lên mẫu người đàn ông như thế nào? Thường là em sẽ không có mẫu người lý tưởng. Em nhìn người đó em cảm thấy có ấn tượng là em sẽ tìm hiểu. Nhưng mà phải có cái gì đó mới ấn tượng chứ, ngoại hình là chàng trai đó như thế nào? Cao hơn em. Cao hơn em cao nhiêu? Gì để tôi hỏi cái coi nè, em cao mét mấy? Dạ em mét 75. 75, mét mấy? Em cũng 75. Hai chàng trai 1m75 đều. Ngoại hình thì ưa nhìn một xíu thôi chứ cũng không cần quá xuất sắc hay là đẹp trai lắm. Tính tình sao? Dạ về tính tình thì là một người tử tế là được. Tới em nha, chàng trai ghế màu xanh nha. Tình trường em sao, mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình gọi là đáng nhớ. Thì mối tình gần nhất em quen cũng được 6 tháng. Em với bạn làm chung. Cái đợt tết mà năm 2021 á, cái bạn kêu chia tay. Tại vì bạn có giải thích đó là bạn muốn dừng lại là để bạn lên Sài Gòn bạn học. Tại vì lúc đó em làm với Long An mà. Dạ. Còn lý do bên trong nữa hay không thì em cũng không có rõ. Nói chung là em cũng có níu kéo á. Bạn nó rất là thẳng thắn, bạn rất là dứt khoát. Em về khóc rồi 3-4 ngày trời. Trời ơi, thấy thương ghê. Chắc nhậu dữ lắm hen. Đúng rồi, em nhậu dám 1 tháng liên tục. Nhưng mà khóc là khóc một mình hay khóc với mấy thằng bạn? Lúc đó em về phòng em khóc ướt gối hết rồi. Rồi sau khi chia tay rồi có còn liên hệ gì nữa không? Sao những cái ngày khóc đó rồi làm sao để hết khóc? Em nghỉ làm đó. Sao vậy? Em lên Sài Gòn làm. Nói chung là làm ở đó thì đi ra đi vô. Nhớ bạn gái. Nó có nhiều cái chỗ mà mình thấy nhớ đó, kỷ niệm. Em là người rất là ủy mị và cũng rất là lụy tình phải không? Sống rất tình cảm phải không? Một lần quen lần khó mà chị. Vậy bây giờ ra lại mối tình trước nữa. Dạ, mối tình thứ hai là lúc đó em sinh viên năm 3 rồi. Quen một bạn học ở Đại học Cần Thơ. Là khúc này em ở Cần Thơ. Dạ đúng rồi. Trời ơi, mối tình cuối là ở Long An, mối tình giữa là ở Cần Thơ. Có hôm đó bạn ấy bận bệnh thì em cứ suy nghĩ bình thường thôi. Bệnh thì mình mua thuốc, mua cháo về mình cho bạn ấy ăn rồi bạn ấy ngủ. Thì em thấy bạn ấy ngủ rồi em ra em đóng cửa, em khóa cửa trọ, em đi ra quán cà phê em uống cà phê. Tại lúc đó em mê game á. Bạn bè với mấy anh em mà rủ ra uống cà phê rồi chơi game, chắc bạn ấy giận. Bạn không hài lòng nữa cho nên bạn muốn dừng lại. Cái mối tình đó thì em cũng khóc rồi cũng dữ lắm á. Có bỏ học luôn không? Không chị. Tại em bữa bỏ làm bây giờ khóc quá bỏ học. Em nhắm cuộc đời em muốn khóc mấy lần nữa. Gắng lần này nữa chắc khóc cái kiểu mà khóc trong sự hạnh phúc quá chị. Rồi. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em cũng không có yêu cầu nhiều về ngoại hình. Chỉ cần mặt bạn ấy ưa nhìn đó. Với lại em muốn bạn ấy là tinh tế. Thêm một cái nữa là lịch sự, lễ phép, là gặp người lớn như đó thôi chứ em cũng không có yêu cầu gì nhiều. Rồi vậy là quá đơn giản. Được rồi. Cô gái đến từ Cần Thơ. Dạ. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là em quen người Bắc. Gia đình của người đó thì vào Nam để sinh sống. Nhưng mà trước khi vào Nam là mẹ người đó đã không thích gái người Nam. Xong rồi người đó cũng cãi gia đình nguyên được 2 năm mấy. Sau đó nhà người đó thì chỉ có một hình con trai thôi, nên là ba mẹ bắt lấy vợ. Còn người mẹ thì bị bệnh nên là cứ hâm
vợ kiểu là nếu mà không lấy vợ sanh cháu thì chết không nhắm mắt cái kiểu. Nên là bạn trai đầu của em á quyết định là nghe lời mẹ lấy dâu Bắc. Mối tình thứ hai sao? Dạ số em làm sao? Sao nữa em? Trời em ơi. Em lại là người Bắc nữa. Nhưng mà lần này là môn đăng hộ đối. Tại vì anh đó nhà giàu quá hay là? Dạ, kiểu người ta vừa giàu mà vừa có gia thế, chênh lệch quá nhiều. Thì hồi đó ngoài Bắc em ở trong này. Ừ, anh ở ngoài Bắc sao anh quen em trong này? Anh đó là Việt Kiều Úc. Tình cờ thì qua bạn bè anh đó, lúc anh đó về nước đó, thì có gặp em. Dạ, thì hai đứa quen nhau. Anh lấy vợ chưa? Dạ, mối tình thứ nhất á, thì em còn biết, còn mối tình hai á, cuộc đời em nó éo le lắm anh. Sao? Em hai người đang yêu nhau á, nhưng mà ba anh đó giới thiệu bạn gái để quen. Môn đăng hộ đó. Dạ, lúc đó là ảnh vẫn giấu em, nhưng mà kiểu như linh cảm á, em cảm thấy cái cuộc gọi nó ít đi dần và cảm thấy cái lời nói nó khác thường ngày. Em mới nghi, xong rồi em mới hỏi thẳng á, ý là anh đã có người khác hay sao, hay là như thế nào thì cứ nói thẳng để giải quyết, chứ em không thích mà dây dưa kiểu như vậy. Em hỏi miết người đó cũng thừa nhận, nhưng mà em không biết tại sao em lại là người thứ ba nữa. Cái chị đó lại ghen ngược với em, nửa đêm gọi em rồi bắt anh đó phải chọn á, bây giờ là chọn chị đó gia đình hay là chọn em. Tóm lại chia tay em thấy em đã buồn rồi, nhưng mà em còn bị như vậy nữa. Bây giờ dứt chưa? Bây giờ dứt hết chưa? Dạ mối tình đó được một năm mấy à. Dạ không còn liên lạc gì nữa phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Thật em... ra đôi lúc không phải vì tình yêu đâu, đừng có nghĩ rằng đó là tình yêu. Tại vì tình yêu là phải từ hai phía. Cái điều mà em mỗi lần em nghĩ tới em muốn khóc, em bực bội, em ở mức trong người đó là em không phục. Em không phục là tại sao em lại bị người ta bỏ rơi. Em không phục là tại sao tự nhiên mình là cái người tới đầu, mình thành người tới cuối. Nên em tức. Chứ bây giờ có cho người đó quay lại em cũng không có thèm đâu. Cho nên là em đừng có nghĩ rằng đó là em yêu người đó, không có đâu. Em hãy thương bản thân mình lên, tự tin lên đẹp. Trời ơi mới có nhiêu đó mà em nói sao đời em éo le. Nhưng mà lần này em không muốn gặp người Bắc nữa. Thì không muốn gặp người Bắc nữa thì em chơi Cà Mau cho chị. Em thấy anh đó cái quan điểm, cái mẫu người á em đều có hết. Nhưng mà em có ngại làm vậy? Trời ơi. Dạ không, mẹ chồng á mà thương em thì em sẽ hương như mẹ ruột. Hay quá là... Có cơ hội rồi, có cơ hội rồi hai bạn ơi. Rồi bây giờ nói mẫu hình đàn ông lý tưởng của em đây nè. Em chỉ cần ưa nhìn là được, em không cần đẹp trai, em không thích sáu múi nè. Rồi, ở đây ai cũng bụng bia chứ em khỏi lo, không có sáu múi đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nè. Chào cô ạ. À. Trước hết là tôi xin chào ông Mai và mối. Dạ, chào cô. Tôi xin giới thiệu là tôi là mẹ của Hồ Thanh Thiên. Hai em thì đều là coi như là có những cá tính riêng, cô nào cũng đẹp hết. Dạ, nhưng mà bản thân cô là người mẹ, cô ngồi ở dưới, cô cũng hiểu cá tính của con trai của mình. Thì theo như cô từ nãy giờ cái sơ bộ bên ngoài thì cô cảm thấy là cái cô ngồi ở ghế màu xanh với cô ngồi ghế màu đỏ thì cô nào có vẻ sẽ phù hợp với tính cách của con trai mình hơn ạ? Theo như chương trình đặc đệ thì coi như tôi thấy đó là cũng phù hợp. Đó coi như là ghế đỏ với ghế xanh thì cũng là phù hợp. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, mời em trai đẹp trai, em đi với ai đây? Cho em xin gửi lời chào tới chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Em là đồng nghiệp của chị Như Hảo. Dạ, theo như em xung quan sát nãy giờ thì em thấy anh ghế đỏ có vẻ có sẽ hợp với chị của em hơn. Tại chị của em trong công việc là một người rất là chỉnh chu và có trách nhiệm. Còn một khi đã chơi là chơi tới bến và tới nóc luôn. Cho nên là nếu mà thân thiết thì có hơi chút lầy lội. Nên là em thấy cái tính tình điềm đạm và chững chạc của anh có thể bù trừ được với chị của em. Cảm ơn các bạn. Hay quá. Thôi, chần chờ gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ Mở cửa trái tim. Sao hai chàng trai của tôi thấy nãy giờ chị Tường với anh Đạt nói có cái gì quá lố không? Dạ, toàn là cực phẩm. Toàn là cực phẩm không? Dạ. Phải không? Cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi nhìn thấy hai cô gái bên kia? Dạ, đầu tiên là khớp á, đẹp quá cho nên là cũng khớp á chị. Chắc để nhường cho Lâm ý kiến nữa chị. Ủa gì kỳ vậy? Mình cứ nói trước đi. Khớp. Dạ thì đang khớp á chị. Đang khớp. Chuyến này nhắm coi có bỏ việc hay bỏ quê, bỏ nhà viết thơ cho ba mẹ gì nữa không? Thì nãy em cũng nói từ đầu em cũng nhắc gái á, mở ra hai bạn đẹp quá em cũng hơi ngợp. Thôi cho phép tụi em tặng quà đi. Ờ em tặng đi, rồi. Có hai món quà tặng hai bạn nữ, anh xin phép gửi cho bạn trước ha. Đây. Còn cái này thì anh gửi cho Hảo ha. Wow, có một cái cuốn sách gì ạ?
Dạ, đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim ạ. Hai cuốn sách là giống nhau phải không? Ý, có chữ. Thân chúc em sớm tìm được một nửa tâm đầu ý hợp và sẽ luôn đong đầy hạnh phúc, trọn vẹn yêu thương ạ. Đó, hồi. Rồi bên kia có chữ không? Không luôn. Chang luôn. À, y chang. Thân chúc em. Hai cuốn sách y chang nhưng mà có cái này hoa có... hồng là khác à. Cái này là có thể giải thích ý nghĩa không ạ? Cái bông hoa hồng bức tự đó thì em tặng riêng cho Hảo thì cũng có ý nghĩa. Là hoa hồng thì nó tượng trưng cho một cái vẻ đẹp rồi. Và phụ nữ thì luôn luôn xinh đẹp. Nhưng mà ở đây đặc biệt thì nó là một bông hoa hồng bất tử à, cũng ý nghĩa là coi như là vẻ đẹp của bạn sẽ luôn luôn xinh đẹp như vậy. Rồi bây giờ cho tôi hỏi nè. Dạ. Hoa hồng này tặng cho bạn Hảo là vì do chương trình sắp em với bạn Hảo ngồi cùng ghế màu đỏ. Hay em tặng cái bông hồng cho bạn Hảo là vì em nghe lời tư vấn của mẹ. Hay em tặng cái bông hồng cho bạn Hảo là tại vì mở cửa trái tim ra thì em thấy em rộn ràng hơn khi nhìn bạn Hảo. Dạ, ở đây thì đầu tiên hết là đó là xuất phát từ cảm xúc của em. Là khi em mở cửa ra thì em có ấn tượng hơn và đối với bạn Hảo hơn. Cho nên đó là em lựa chọn tặng riêng cho bạn Hảo thêm cái bông hoa. Rồi, hết chương mình rồi em ơi, cố lên em ơi. Em tặng cho bạn với ý nghĩa là nếu mà sau này á hai người có cơ hội quen nhau. Cái ý nghĩa của cây dù này là muốn những cái lúc mà không có anh ở bên cạnh thì cây dù này nó sẽ thay thế anh là che chở cho em những lúc nắng mưa. Mở dù ra đứng che cho chị. Trời ơi dễ thương quá, cặp này đẹp đôi quá. Bây giờ tới phiên nhận xét của hai cô gái đi nào. Hảo, nói trước đi, cảm xúc của tụi em như thế nào khi mở cửa trái tim này ra và thấy hai chàng trai này? Nãy giờ em có chăm chú lắng nghe bạn ghế đỏ hơn. Về ngoại hình thì em thấy cũng tạm ổn. Thế em? Thì nãy giờ em cũng nghe hai bạn bên kia nói chuyện á, thì em thấy cái yêu cầu và quan điểm em thấy hợp với anh ghế xanh hơn. Nói chung là những cảm xúc đầu tiên là có vẻ là hơi tốt. Có tiết mục văn nghệ gì không? Văn nghệ cho nó vui đi. Trời. Giọng nói hay thế nào cũng hát hay à? Dạ không, em hát không hay lắm đâu chị. Nhưng mà ở đây để góp vui chương trình thôi. Rồi. Có cái phần em hát ngắn thôi chị ha. Ngắn thôi. Dạ. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè. Bầu trời lấp lánh như cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù anh có che lại vẫn nguyên lời thề vì màu nở trắng em cài là hoa tuyết không tàn. Dạ em xin hết. Sao cưng ổn không? Để mình thể hiện nè. Mau có gì vui thể hiện đi cưng. Hồi nãy em có nói là em hơi ngại trước đám đông á, cho nên là có ai cho em mượn điện thoại em cầm em lấy điểm tựa em mới hát được đó chị. Trời đất ơi. Em xin tặng cho hai bạn nữ một bài hát. Không, em tặng em nói lộn, em xin tặng cho em tặng cho bạn bạn Khâm Mi một bài hát là Ít Nhưng Bền Lâu. Mai này chàng dây trắng nhật ký anh lưu sao đầy những thói quen em mỗi ngày. Hay hờn ghen giận dỗi chàng lối đi trên đường về. Khi em rất say anh ngồi đây ghi điều anh sơ nhớt lạc mất em nơi đông người. Quen nắm tay em mất rồi ghi điều anh thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào. Anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Nhưng em bỏ anh là anh sẽ khóc nhiều. Đúng không? Thường thì tôi thấy những cặp khác có thể là mở cửa ra thì đôi lúc chưa còn hoang mang, chưa biết chọn ai. Còn đằng này là mở cửa ra thì thấy hai bạn nam đã tập trung vô một cái đối tượng nhất định. Và ngược lại hai bạn nữ thì cũng có vẻ cũng có một cái thiện cảm nhất định với một cái đối tượng. Và tôi muốn bây giờ mình chia cặp luôn. Hai cặp sẽ tự trò chuyện với nhau chủ đề tự do để các bạn có thể hiểu rõ được nhau nhiều hơn. Rồi nha. Dạ. Rồi bây giờ sao ưu tiên cho cặp đỏ trước ha. Mời hai em cứ thoải mái. Anh xin phép chủ động trước ha. Trong mối quan hệ thì chắc chắn có những thời điểm sẽ phát sinh là em sẽ có ghen đúng không? Thì những lúc em ghen thì em sẽ cư xử hành động như thế nào? Em tự cảm thấy mình sẽ không gọi là thường xuyên ghen một cách vô cớ. Khi nào mà có dấu hiệu thì em sẽ hỏi thẳng à. Rồi những lúc mà em stress hoặc là buồn phiền hoặc là giận dỗi gì đó, những lúc mà tâm trạng mình đang như vậy thì em thường làm gì? Những lúc mà thường stress trong công việc thì em sẽ
tìm một người nào đó để nói chuyện, để chia sẻ, hoặc là hẹn đi cà phê với bạn bè. Nhưng mà nếu như có anh bên cạnh rồi thì em sẽ làm gì? Trong khi mà em đang trong một mối quan hệ thì những lúc như vậy em cần một cái người gọi là điềm tĩnh và có thể chia sẻ được. Ví dụ mình đang trong tâm trạng thì cái đối phương của mình phải vui vẻ thì mới mang, nó mang lại cái năng lượng tích cực để làm mình vui theo. Để cho người ta hỏi với đi hỏi hoài vậy, hỏi lại đi cưng. Em muốn hỏi anh là khi mà trong một mối quan hệ mà về gia đình á, thì anh có muốn người phụ nữ của mình hoàn toàn gọi là một người phụ nữ mà về nhà chỉ lo chăm lo chuyện gia đình không, hay là vừa phải đi làm vừa phải ở nhà? Anh muốn người phụ nữ của anh á, khi mà ra đường á là mạnh mẽ bản lĩnh như con hổ, nhưng mà khi về với anh rồi á thì như con mèo. Lúc nào còn như gì nè, meo thì meo. Ví dụ như là cũng có con hổ và con mèo, nhưng mà ra đường thì như một con mèo, nhưng về nhà như một con hổ thì sao ạ? À? Cái này anh từ kinh nghiệm của anh hay sao anh? Tiêu chí anh mới đầu cũng là vậy đó, là ra đường như một con hổ nhưng về nhà như một con mèo. Nhưng mà khi anh cưới vợ về rồi thì cũng có con hổ và con mèo, nhưng mà lúc nào thể hiện nó thể hiện. Dạ, cái này chắc em xin phép học hỏi kinh nghiệm của anh Đạt á, thì chắc anh chia sẻ, bởi vì em thấy anh hiện tại đang rất là viên mãn, một vợ hai con rất là hạnh phúc, có thể đối với anh thì lúc ra ngoài đường vợ anh như một con hổ, về nhà thành một con hổ dữ hơn. Về nhà thành một con hổ dữ hơn. Nên em yên tâm đi. Khi mà em nghe nói là anh quê ở Huế á, thì em cảm thấy một chút lo lắng. Tại vì em thấy là người Huế thường rất là khuôn mẫu, khuôn phép, hơi khó. Em sợ bản thân mình sẽ không thích nghi được. Nên là không biết anh có khó hay là gia trưởng không? Anh cũng làm rõ cái này chút. Bởi vì là gia trưởng thì có thể nó thiên về cái phần nào đó hơi độc đoán, còn anh thì nó thuộc về cái sự quyết đoán chứ không phải là độc đoán. Mà là một người đàn ông trụ cột trong gia đình á, thì cũng cần cái sự mạnh mẽ đó. Chứ còn là nếu mà gọi là độc đoán áp đặt phụ nữ thì là không. Cho nên là em yên tâm về cái sự gia trưởng đó thì anh không có, nhưng mà sự mạnh mẽ và quyết đoán là có. Rồi đủ rồi. Rồi tới cặp kia. Cái cặp màu xanh người ta nôn nóng quá rồi, cười hoài không biết cười gì nữa. Thì hiện tại em lên đây em ở làm việc ở đâu, hay là ở quận mấy á? Dạ Tân Bình. Tân Bình cũng gần. Dạ em làm việc ở Thủ Đức. Em thấy nó cũng gần đó. Khoảng cách trái tim người ta thấy gần rồi. Dạ ở anh một... nói gần là gần. Cho anh hỏi một cái nữa là nếu mà hai người có quen nhau á, thì sau này anh có chọc cho em tức á, nhay á, thì em có giận anh không? Tại cái tính anh hay là chọc cho tới lắm. Dạ không, em không có giận, em đập anh luôn à. Em thấy vô rồi đó. Em thấy vô rồi đó. Em muốn hỏi lại giận không em? Anh hết rồi đó, anh câu chốt, anh là anh thấy vô rồi đó thôi. Em muốn hỏi anh là anh nghĩ sao về con người hơi bựa xíu à? Thì bưởi nhây nó cũng giống nhau. Bản tánh em á thì vui vẻ hòa đồng lắm, thì kiểu như trong tim đi chơi em là cây hài trong tim vậy á. Nhiều khi anh thấy em bựa quá nên em hỏi trước à. Giống em á. À rồi, bên nhây bên bựa hợp quá trời. Anh nói là nếu mà quen á, nếu mà đến với nhau á thì về làm dâu đúng không ạ? Về phụng dưỡng mẹ kiến thôi, dự định. Thấy chưa, nó lật kèo liền, thấy chưa, thấy gái đẹp nó lật kèo liền, nghe lời chị Tường liền. Thì nói chung á thì hiện tại em 28 tuổi thì em cũng đang có dự định là trong khoảng là 30 đến 35 thì em sẽ lập gia đình. Từ đây tới thời điểm đó em làm khi nào đủ tiền thì em cưới thôi. Được thì về quê cũng được, không thì em về Cần Thơ em làm cũng được. Nói chung cái nghề của em giờ đi đâu em xin cũng được hết. Thấy chưa, em thấy chưa, bắt rể về Cần Thơ luôn được không? Dạ hỏi ảnh nè, có chịu về làm rể không ạ? À? Về làm rể Cần Thơ được không? Lụm luôn vậy, lụm luôn vậy. Lụm luôn. Lụm luôn. Trời ơi. Ví dụ như em chấm về cái gương mặt đó thì được bao nhiêu điểm ạ? À? Thang điểm trên trăm. Thang điểm trên trăm chấm nhiều. Mời em đứng qua bên bển sát bên cổ. Đứng lên, hai đứa đứng lên nắm tay nhau đi. Nhìn cho kỹ vô. Tư vấn sắc đẹp cho chị, trăm điểm là chấm được nhiêu? Nói đi em. Nhiều. Thang điểm 100 hả? À, dạ 90 ạ. Trời ơi, trời 90 ơi. Rồi, mời em bước qua. Xin phép được nắm tay bạn gái, nói một câu cuối đi, trước khi mình về quyết định bấm nút hẹn hò hay không. Hẹn hò muốn gì đó làm đi. Em rất là ấm.
có thể nhìn thẳng mắt anh không? Em nghĩ sao về cái việc mà nếu mà là bị làm dâu? Dạ em thấy việc đó thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà em chỉ lo lắng một điều là về quan điểm sống và cái môi trường sống của mình từ hồi bé đến lớn thì em sợ là sẽ không thích nghi được, không hòa hợp được. Nên là em hơi lo lắng. Anh nghĩ cái đó thì mình có thể là thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Chứ còn dễ ví dụ anh nói thì em cũng sẽ vẫn còn nhiều cái lo lắng bởi vì chưa biết thực tế như thế nào. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì tới đến thời khắc quan trọng rồi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Các bạn thân mến của chúng tôi, hãy hướng mặt ra trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là khoảnh khắc quyết định. Sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt, các bạn phải đưa ra quyết định của mình. 5 4 3 2 1 Nếu mà sau này á, hai người có cơ hội quen nhau, cái ý nghĩa của cây dù này á, là muốn những cái lúc mà không có anh ở bên cạnh thì cây dù này nó sẽ thay thế anh là che chở cho em những lúc nắng mưa. Em chỉ lo lắng một điều là về quan điểm sống và cái môi trường sống của mình từ hồi bé đến lớn thì em sợ là sẽ không thích nghi được, không hòa hợp được. Nên là em hơi lo lắng. Anh nghĩ cái đó thì mình có thể là thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Thì nãy giờ em cũng nghe hai bạn bên kia nói chuyện á, thì em thấy cái yêu cầu và quan điểm em thấy hợp với anh Ghế Xanh hơn. Và bấm mà. Ten ten ten, chúng ta có một cặp. Có một cặp màu xanh. Có nghi nghi em gái vẫn còn đang lo lắng một cái điều gì đó, tại sao em không đứng? Dạ em nghĩ là em cần thời gian để tìm hiểu thêm về những cái mà em đang lo lắng à. Chứ em hiện tại em chưa đủ để quyết định. Chị hiểu được cái cảm xúc của em và chị cũng nghĩ là em không có bấm nhưng mà chị vẫn hy vọng. Em cũng có cảm giác như chị. Ừ, nhưng em vẫn bấm. Dạ đúng rồi, bởi vì lúc nãy em cũng có nói với bạn á, giờ mà em có nói gì thì cũng rất khó thuyết phục bạn. Đúng. Cho nên em cũng nói bạn là chúng ta cần cho nhau cơ hội để có thời gian và để bạn có biết thêm thông tin. Nói chung là em cũng đã làm hết sức rồi, nhưng mà nói chung mình cũng phải trân trọng cái cảm xúc của cái suy nghĩ của cô ấy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, mời cái cặp đôi này ra chính giữa. Trước tiên á thì Tường xin thay mặt cho chương trình cảm ơn hai bạn đứng hai bên. Mặc dù hôm nay mình chưa có cái duyên đó nhưng mà chị hy vọng rằng là trong niềm vui của tụi em sẽ gặp gỡ được nhiều cái cơ hội, sẽ có nhiều cái sự vui vẻ, bình an trong cuộc sống và tình yêu nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng với mình. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Còn cặp đôi này, chúng ta hãy dành cho nhau một lời nói, một cái cử chỉ hành động gì nó lãng mạn nè. Kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp mặt nè. Mong là qua chương trình này, anh và em sẽ có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà mình cảm thấy mình hợp nhau và mình cho nhau một cơ hội thì anh muốn cùng em đi xa hơn trên con đường tình yêu này. Rồi xin phép hôn một cái đi. Cho anh xin phép được hôn một cái ha. Chắc hôn môi quá. Không. Trời cố lớn. Trời ơi, cho lớn quá. Cố lớn quá vậy. Tình cũ chắc hôn cái gì đó nó nhẹ nhẹ trước đi. Thì cho em xin phép em hôn má. Dạ dạ, chuẩn bị hành lý đi, giờ cuốn gói qua nhà cô ở luôn nha không? Dạ. Bây giờ thì Cát Tường xin gửi tặng mỗi bạn là một sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Xin gửi tặng cho hai bạn. Đây, tặng em nha. Rồi, tặng em. Kính thưa quý vị, cặp đôi bấm nút thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ. Đó là một gói premium của ứng dụng Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và đối với cặp đôi ghép đôi không thành công, các bạn đừng lo, chương trình cũng đã dành tặng cho các bạn phần quà. Đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple nhé. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn.
Các bạn hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Các bạn hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.